Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với Ai Cũng Có Chuyện. Mỗi một tuần trôi qua thì chúng ta đều rất là hồi hộp để chờ đợi xem câu chuyện của tuần này là gì và ai sẽ là người chia sẻ với chúng ta. Chúng ta cũng không phải là người có thể giải quyết được câu chuyện của người khác, nhưng chúng tôi tin rằng việc chúng ta quan sát trải nghiệm của những người xung quanh mình, lắng nghe với sự bình tĩnh và thấu cảm cũng là một cách để chúng ta có thể dành cái sự sẻ chia của mình đến cho cộng đồng. Và đặc biệt đó là trên cái sự lắng nghe đó, chúng ta cũng có thể tự mình nhìn thấu suốt những câu chuyện mà đôi khi chính chúng ta là cái người đang phải đối diện. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhân vật của tuần này nhé. Chào em. Chào chị Nhi. Mời em giới thiệu bản thân mình với khán giả đang theo dõi chương trình nè. Chị, em tên là Khánh, năm nay 43 tuổi. Khánh đang làm công việc gì nè? Nếu mà nói công việc thì em làm thợ hồ đi. Ủa khoan, em làm thợ hồ đi. Nghe nó theo kiểu là thôi mọi người hiểu phiến phiến vậy cũng được. Nhưng công việc của em là vừa... Có cầm bay không? Có cầm bay để gọi là đắp xi măng rồi xếp gạch đâu không? Cũng có khi thiếu người thì em cũng phải khiêng gạch. Vậy là không được gọi là thợ hồ. Mấy bạn thợ hồ người ta chuyên nghiệp trong đoạn cầm bay rồi trét xi măng rồi xếp gạch lắm. Nhưng mà công việc của mình nó sẽ liên quan đến cái việc là thi công các cái công trình. Dạ đúng vậy, xây dựng. Hiện tại thì em đang ở Gò Vấp, đang sống với con. Với con? Dạ. Là một đứa con trai được 17 tuổi rồi. Wow, có nghĩa là mình lập gia đình cũng mười mấy năm về trước rồi. Gần 20 năm hơn. Gần 20 năm. Rồi bây giờ để cho khán giả sửa soạn cái tâm thế lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay á, thì em cho chị một cái từ khóa đi, một cái mô tả nó ngắn gọn thôi, khoảng cỡ 3-4 từ gì đó cũng được, về cái câu chuyện mà mình sắp chia sẻ trong tối hôm nay. Nó sẽ có cái chủ đề gì? Đánh ghen. Là em bị quánh ghen? Dạ không, em đi đánh ghen nhưng mà... Em đi đánh ghen? Dạ, em đi đánh ghen nhưng mà bị người ta đánh lại. Wow. Nó hơi... Chị cũng hơi bất ngờ. Vậy thì bây giờ đánh ghen thì nó phải trên một cái mối quan hệ tình cảm nào đấy. Là vợ. Là vợ mình. Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu câu chuyện từ chỗ có vợ đi. Dạ. Rồi, phải đi về nguồn cơn của câu chuyện. Hai bạn gặp nhau, đến với nhau trong cái cuộc hôn nhân đó. Thì hồi nhỏ thì em cũng học trường ở trên Bình Thạnh. Thì bạn đó học cũng là ở gần đó luôn. Đó là đi chơi chung với nhóm bạn. Nhóm đó cũng là lớp 9, lớp 10 rồi. Nhưng mà ơi, kiểu chứ em chưa có nghĩ là yêu. Đúng rồi, lúc đó ai nghĩ yêu 9, lớp 10 mà phải là cách đây 20 mấy năm nha, là sẽ bị gọi là con nít quỷ đó. Rồi lúc đó là bạn gái kia, bà xã mình sau này đó, là lớp mấy? Nhỏ hơn 3 tuổi. Thì là bạn ấy mới có lớp 6, lớp 7 thôi. Rồi vậy thì đến thời điểm nào thì hai bạn mới nhận ra là cái tình cảm mình dành cho nhau nó không đơn thuần là những người bạn nhỏ nữa? Ủa, cũng 19-20 rồi. Thì cho nhóm thì kiểu cũng có nhiều cái phát sinh á, có nghĩa là không biết phải là yêu không á. Nhưng mà kiểu cứ thích chứ cứ nhớ. Hồi đó mình đâu có điện thoại đâu. Đâu có nhắn tin được đâu, đâu có làm gì đâu. Cứ thích đi xuống nhà nhỏ chơi hoài. Tự nhiên mình cứ phải đi xuống nhà nhỏ đó mình chơi hoài vậy đó. Chơi tới bao lâu thì nhỏ đó về thành vợ mình? Lúc đó em 21 tuổi rồi. Ở nhà cũng kêu là hả, thấy nhỏ đó cũng được á. Cũng làm quen đến em là 22 tuổi thì bạn đó mới có 18 tuổi thôi. 18, 19 tuổi. Rồi lúc đấy thì công việc của em là gì? Chưa có công việc gì hết. Công việc. Do lúc đó là em nhà em phụ bán gia đình thôi. Lúc đấy là vợ còn đi học không hay là đã dừng cái việc học lại rồi? Tụi em cũng nghỉ học sớm lắm, năm lớp 12 rồi. Đang học em nghỉ luôn. Ồ, rồi bạn kia cũng vậy hả? Dạ. Phải nói thêm một cái giai đoạn đó là giai đoạn đó em có đi nghĩa vụ quân sự á. Cái thời điểm mà mình ở trên đó cũng buồn á, bạn nó cũng lên chơi rồi tâm sự đó, có là cũng đã thấy là ok rồi đó, cho nên về nó nha, để hết 2 năm em về thì em sẽ cưới. 2 năm mình ở trong quân ngũ. Thực ra thì cái sinh hoạt, cái quân lệnh nó sẽ rất là khắt khe, để các bạn không có nhiều những cái sự tiếp xúc với bên ngoài. Và gần như cái cô con gái mà mình được gặp nhiều nhất, để mình một cái chàng trai 18, 19 tuổi thấy là cuộc đời này nó có thanh xuân, nó có niềm vui, thì gần như chỉ nằm trên cái cô gái này thôi. Dạ. Đúng không? Dạ. Vậy thì chị muốn hỏi em là bây giờ mình đi qua nhiều năm rồi, mình nhìn lại thì có phải là vì cái sự thiếu thốn của cái việc là mình không gặp cô này, cô kia, cô nọ mà mình chọn cái người đó không? Hay là thực ra là mình có yêu cái cô này nhiều đến cái mức mà ngay khi mình chưa có sự nghiệp gì hết là mình đã quyết định cưới cổ rồi? Tại vì mẹ kêu là cưới đi. Với cái câu trả lời này thì em cũng ngầm khẳng định là cũng không phải là một cái cuộc tình đến mức là mình phải yêu say đắm. Thực chất là giống như là mình đi nghĩa vụ thì được người ta ở bên á. Cảm giác mình yêu người ta hơn. Chỉ như ngồi dưới một cái hố nhìn lên thì cứ nghĩ đó là tất cả bầu trời rồi đó. Dạ dạ. Cho đến một ngày bay ra được khỏi cái hố đó thì mới nhận ra là còn nhiều đám mây khác. Dạ đúng rồi. Rồi, thế thì bây giờ kết hôn thôi. Kết hôn xong bạn đó về nhà em ở.
cái cuộc sống chung giữa nhiều thành viên lúc đó nó có êm đẹp không? Mẹ em với ba em thì đã ly dị rồi, cho nên em cũng không có ba thôi. Rồi lúc đó em thấy cuộc sống cũng bình thường, bạn nó cũng giặt giũ rồi cơm nước phụ bán rồi, với lại bà ngoại này kia nọ. Có khi thì cũng đi về nhà để mà phụ làm cá với lại giao cá cho người ta thì em cũng chở đi. Nó cứ bình trôi qua, cho nên em quyết định em đi làm xí nghiệp á, đi làm lọc vớt, lọc dầu xe hơi á. Được 3 năm. Đến năm 2007 mới sinh con, nó cũng có tiền rồi. Sau sinh con thì cuộc sống gia đình bắt đầu ổn định, thì lúc đó vợ mới kêu là thôi đi ra ngoài mình mở một cái cửa hàng bán cơm gà chiên. Làm tiệm cơm gà được một thời gian thì thấy vợ cũng vui, bắt đầu mình mới có thêm đứa con nữa. Sau khi 5 năm sau thì là hai đứa thêm đứa con gái nữa. Em đầu là đứa con trai. Tả là sau đó mới thấy vợ vui lên. Điều này có nghĩa là trước khi mà mình mở cái quán cơm gà đó thì em nhận thấy là vợ mình không vui lắm, cái cuộc sống nó tù túng. Đúng đúng. Vậy thì hai đứa có cãi nhau không? Có, cãi nhau vì sáng về sớm để chở về nhà để nó phụ mẹ đi lấy cá đó. Thì nói chung em cũng bực bội, tại vì tối mình đi làm nhiều khi đến tối mình cũng mệt á. Nhờ ở nhà đó thì có ba với có anh nữa, thì ba với anh đó thì sao không làm, mà sao nói phải phụ về phụ. Lúc đấy mỗi tháng em đưa cho vợ mình được bao nhiêu? Lúc đó em làm được 5 triệu, em đưa hết gần 3-4 triệu rồi đó. Là tiền đó là tiền riêng. Còn cái tiền mà để ăn uống thì em là đưa tiền cho mẹ em rồi. Nhưng mà ai đi chợ, mẹ em hay là vợ em? Thì vợ em sẽ đi chợ. Vậy thì tiền chợ là mẹ đưa cho vợ hay là vợ phải tự lo? Vợ tự lo, với lại kiểu mà lợi vợ lo thật chất là cũng không có mẹ em cũng không ăn nhiều. Thực ra vấn đề không phải là ăn nhiều hay ít đâu, nhưng mà cái chuyện mà người ta phải chợ búa, phải thu vén, phải lo chỗ này chỗ kia, có những cái việc mà em chăm cho một cái gia đình á, em không có nhìn thấy được một cách rõ ràng. Chị nghĩ là vợ em á, lúc đó bạn ấy cũng sẽ phải tính toán khá là nhiều thứ để ổn thỏa cho một cái gia đình nhỏ của mình và đang sống chung với một gia đình lớn. Mà cái trách nhiệm của bạn ấy với nhà mẹ đẻ thì cũng chưa thể nào mà phủi tay được. Mình cũng không thể nói bạn đó mặc kệ mẹ được. Mẹ nào không là mẹ, không có cái người mẹ đó thì ở đâu ra vợ của em. Cho nên là cái thời điểm đó chị nghĩ là bạn ấy rất stress. Em có nghĩ là thời điểm đó vợ em rất nản cái cuộc sống đó? Bởi vì vợ mới kêu đi làm ở ngoài. Vợ em là người chủ động nói với em là vợ em muốn đi làm ở ngoài hả? Đúng rồi, vợ em chủ động nói. Các bạn cưới được bao nhiêu năm thì mở được cái quán đó? Mười mấy năm rồi đó. Mười mấy năm? Đúng rồi. Cưới nhau mười mấy năm thì hai đứa mới bắt đầu bước ra riêng như vậy? Đúng, mới bắt đầu là kinh doanh. Trong mười mấy năm đó, có khi nào em nói được những cái lời nó nhẹ nhàng với vợ không? Mình nói được, anh cũng biết em cực, hoặc là anh thấy em, anh cũng tội, thôi hai đứa mình ráng. Có nghĩa là cái kiểu nói chuyện như vậy nó có bao giờ xuất hiện trong mười mấy năm hôn nhân với em? Có lần đi Vũng Tàu em nói vậy thôi. Có một lần thôi. Thì lúc đó thì những cái lời nói bây giờ, em bị thương quá mấy tháng nay em có mệt không gì cái nọ thì cũng có nói. Có lần đi Nha Trang nữa, chơi với lại công ty. Thì lúc đó giờ em có đi chung với em, có đứa con đi chung nữa, có con trai. Còn lại bình thường thì là hai vợ chồng có bao giờ cuối tuần chở nhau đi đâu đó không? Cuối ngày thì có đi ăn chè hay là đi chở nhau đi ra uống rồi chơi, xong rồi đi ra ngoài nhà thờ Đức Bà chơi, ăn bánh tráng trộn ở đó thì có. Lúc đấy em có thấy hôn nhân của mình nó có vấn đề không? Thấy không? Thấy kiểu vợ nó không có im im, nó không có vấn đề gì hết. Im im là vấn đề rồi đó. Bản thân người ta im im trong hôn nhân, nó muốn nói năng gì với nhau là nó là vấn đề rồi đó. Em có nghĩ im im là tốt, có nghĩa là mọi chuyện nó không có vấn đề gì xảy ra hết thì mình không cần phải nói ra. Người ta không thèm nói. Người ta không thèm nói. Người ta không thèm nói. Hoặc người ta bất lực, người ta không biết phải nói như thế nào. Hoặc đã từng nói nhưng mà người bên kia không tiếp thu, thôi bây giờ không muốn nói nữa. Trời ơi, nó có đến 3 diễn biến rất vấn đề luôn mà. Cái việc người ta im lặng theo kiểu là người ta tận hưởng cái cuộc sống đó, theo kiểu là cuộc sống đó nó rất là xuôi chèo mát mái, thì nó phải kết hợp với một cái sự im lặng mà ở đó người ta có những cái nụ cười thường trực ở trên môi. Còn cái im lặng mà theo kiểu cho qua ngày đoạn tháng, cái im lặng mà nói một hồi mắt công cãi nhau, cái im lặng mà theo kiểu lúc nào mặt cũng rầu rầu buồn buồn, thì cái im lặng đó là cái im lặng đang thể hiện rất rõ rằng có một vấn đề cực kỳ lớn, thậm chí rất nhiều vấn đề lớn nó đang cần được giải quyết mà người ta đang bế tắc, người ta không biết phải giải quyết như thế nào. Rất tiếc là em đã không nhận ra điều đó, nhưng mà cũng rất may là vợ em đã đưa ra được cái đề nghị là thôi bây giờ ra ở riêng đi. Cũng là một cái cách mà bạn đó nghĩ rằng, nghĩa là ở đây mình phải xác định là bạn đó có nỗ lực đó. Cái đề nghị là thôi bây giờ ra ở riêng, mở một cái quán bán riêng đi, mình có tài sản riêng đi, mình có sự nghiệp riêng đi, nó cũng là một dạng nỗ lực đó em. Mà cuối cùng là em đồng ý đúng không? Và mình mở được cái quán cơm gà. Thì em cũng nói thôi, bà muốn làm gì bà làm.
sau đó mới kiếm tiền rồi đưa lên cho vợ, kêu cho vợ đi mua đồ này cái nọ, rồi mướn mặt bằng tìm chỗ. Thì mẹ vợ cũng hỗ trợ cho một ít, rồi mẹ em cũng hỗ trợ cho một ít, thì mướn một căn nhà ở trên Gò Vấp luôn. Bắt đầu làm lập nghiệp ở đó, thì lúc đó là phát triển từ từ, kinh doanh cũng được, tự nhiên gần trường đại học công nghiệp 4, cho nên khách khứa ăn uống cũng nhiều. Thì vợ thì bắt đầu cũng đi ra ngoài giao lưu với lại bạn bè, có khi đi uống cà phê cho mình coi nhà. Thì bây giờ đến cái lần đầu tiên mà em buộc phải nghi ngờ, để rồi sau đó có cái trận đánh ghen mà ngay từ đầu em đã làm cho mọi người sửa soạn cái tâm thế để ngồi nghe nãy giờ mà chưa tới cái đoạn đánh ghen nè. Thì em bắt đầu nghi ngờ vợ em có vấn đề là từ lúc nào? Lúc đó thì em thấy kinh doanh nó phát triển rồi thì em định nó tách vợ em ra đi, để cho vợ em làm hẳn một quán riêng. Cũng bên Bình Thạnh thì chỗ cũng ok, ổn định, nhưng cũng có thể ở lại được. Cuối năm 2019 bắt đầu mình mở ra, đến 2020 là làm được gần cả năm trời. Thì em mới thấy vợ có những cái dấu hiệu rất là mập mờ lắm. Ví dụ em thấy được những dấu hiệu gì? Giống như là không có quan tâm đến cái chuyện mà chồng nữa, thì quan tâm đến cái chuyện là sẽ đi về bên kia nhiều hơn để chuẩn bị cho cái chuyện làm tiệm mới. Em mới hỏi cái bà kế bên tiệm, thì bà nói là ủa sao thấy vợ mình đi chơi với lại mấy người kia. Nói rồi thì đi chơi với mấy bạn hàng, mấy bà bạn cũ nó đi uống cà phê chị ơi. Nó nói không, ta thấy cái thằng nào lại chở vợ mà đi á. Trong lòng cũng nghi rồi. Em về tiệm em mới hỏi là ủa bài đâu không rài, rồi đi với ai nè. Vợ nói không, đâu đi với ai đâu, đi với mấy đứa bạn cũ thôi. Em cũng bỏ qua, kiểu không có, mình không có quan tâm tới rồi ok. Dần dần cái thấy hình như càng ngày nó càng kiểu nhạt hơn rồi. Thì lúc em mới mạnh tay hơn, em hỏi rồi em mới... Thì lúc trước em cũng có đánh vợ mấy lần. Em à, mạnh tay hơn ở đây có nghĩa là đánh mạnh hơn đánh, hả? Có thằng đánh vợ, vợ cũng bỏ về với mẹ không thì nửa tháng. Đánh mà vợ bỏ đi nửa tháng thì có nghĩa là lần đó cũng... Là đó là lúc đó là... Là cũng phấp phới lắm rồi đó, cũng là... trần rồi đó. Em cũng nghĩ là chắc là chia tay rồi. Sao lúc mẹ? Đó đẻ bạn lớn chưa? Chưa. Trời ơi, tại sao lúc đó chia tay luôn đi ta? Là đỡ khổ hai ba đứa luôn á. Nhưng mà lúc đó là về mẹ ruột ở nửa tháng. Rồi em xuống em rước về hả? Hay bạn đã tự quay về? Thì mẹ em cũng nói nếu mà không sống được á thì chia tay. Nhưng mà em nói với mẹ em là ủa hồi đó mẹ là người xúi cưới cho ai mà còn xúi. Mẹ xuống cho đã không, bây giờ mẹ lại kêu chia tay là sao? Hồi đó mẹ xuống cưới á là tại vì cái kinh nghiệm của mẹ nhìn đời á, mẹ thấy là bao nhiêu đứa con gái thì cái đứa này được nè, cưới đi. Mà cưới xong về mới ở chung. Ở chung thì mẹ mới nhận ra là cái đứa không được có thể là em chứ không phải là bạn kia. Dạ, em không hiểu. Em không hiểu là rồi em cũng có thể là có những bà mẹ là nhìn ra không, cái đứa không được là con dâu. Và cũng có những bà mẹ nhận ra là hai đứa đều được nhưng tụi bay ráp lại là không được. Dạ. Thì lúc đó ba mẹ cũng có thể kêu là thôi, ở không được thì ngưng. Tại vì lúc đó em đánh là do em đi nhậu về với bạn trong chỗ làm thì vợ em cầu nhậu. Khi em nói vậy có nghĩa là em cho rằng cái việc em đánh vợ là nó hợp lý đúng không? Là tại vì vợ em cầu nhậu nên em mới đánh vợ em vậy. Không, lúc đó em kiểu say rồi em cũng không biết nữa. Đó. Cho nên em kiểu là đó là lần đánh dữ dội nhất. Mạnh tay nhất. Lúc đó là mạnh tay nhất. Kiểu đến thương tích cỡ nào cũng bầm mắt, cũng kiểu lỗ tai bị ù. Thì vợ em nói là tao thề là tao không sống với mày nữa. Tao thề là tao không sống với mày nữa. Tuần sau thì em cũng có kiểu ngồi ở nhà nói chuyện với lại ba mẹ vợ với lại thằng em trai, thì mẹ của vợ em thì cũng khuyên là đừng có thôi nhau, đừng có ly hôn. Còn mẹ em thì ngược lại nói ba vợ mẹ em. Vợ em có đánh nhau không? Say thì cũng có đánh lộn, em cũng nghĩ chắc cũng có. Nhưng mà mẹ vợ em sẽ chửi ba vợ em, rồi hai vợ chồng chửi qua chửi lại, xong rồi ba bốn ngày sau về. Dạ. Bình thường có nghĩa là chị đang nói rằng là vợ em không bước ra được khỏi cái cuộc hôn nhân với em. Như dạ. Bao nhiêu bạn nữ khác trên đời này, bởi vì đã bị ghim gút một cái suy nghĩ từ bé trong cái cách nuôi dạy của cha mẹ. Cái lần đó bạn đó muốn được thoát khỏi cuộc hôn nhân với em chứ. Dạ. Nếu như mà không có cái chuyện mẹ bạn đó cứ phải ly hôn, cái gì mà ly hôn, tao với ba mày cũng đánh nhau đây nè, nhỏ lớn mà mày không thấy à, cũng có sao đâu. Rồi em hiểu vấn đề đó rồi. Là có nghĩa là mình sống trong một cái gia đình mà đã có những cái vấn đề đó xảy ra cho nên buộc. Thấy nó bình thường. Và mẹ em vì ly dị với chồng cho nên bà rất mạnh miệng trong câu chuyện là được không được hai bay thôi nhau đi, đúng không? Dạ chính xác. Ủa sao bây giờ chị nói đó em mới nghiệm ra nhờ? Giờ chị cũng không biết nên đối xử với em sao cho nó phải đạo. Nhưng mà bây giờ em phải đối xử với con em sao đây nè? Ờ đó, trưởng thành rồi nha. Không, bây giờ em mới hiểu. Rồi, em với con em sao lát nữa chị nói. Nhưng mà tóm lại thì em đã đi đánh ghen như thế nào? Nãy giờ mọi người đang ngồi đợi, tao nói đợi mà đợi héo mòn để đợi cái chị đi đánh ghen.
vì cả một cái quá trình mà bây giờ em đã, nhưng mà tóm lại là mình 20 mấy năm rồi mình có đánh vợ, có đánh vợ nhiều lần, cũng là có nhiều lần chứ không phải là một lần, nhưng mà lần này là em thấy kiểu như mình giống như là một con thú điên mà kiểu giống như là đánh rất nhiều. Tại vì trong đầu em suy nghĩ cái đó là phản bội cho anh, buộc em phải đánh mạnh thì vợ cũng kiểu không thai, đánh gấp mấy không thai. Bạn đó nói như thế nào mà bạn đó không thừa kiểu nói là hả, tôi chỉ đi uống cà phê với bạn tôi thôi, chứ tôi đâu có liên quan gì đến vấn đề mà hả ông hỏi, nếu như mà muốn biết á hả thì hả để mai tôi đi dẫn đi uống cà phê chung. Cái nói tôi lo làm nếu chứ tôi không có thời gian mà đi uống cà phê với bà. Rồi sau đó thì sao? Sau đó thì em cũng vẫn theo dõi kiểu giống như là đợi, là có nghĩa là bây giờ mình nghi ngờ rồi cho nên mình buộc đi phải bắt quả tang. Chứ bây giờ nếu mà không bắt quả tang thì vợ đâu có nói đâu. Từ lúc đó em bán xong là 10 giờ rồi, em mới vô chỗ tiệm ha, tiệm kia em ngồi đợi. Em đợi đêm coi coi có thấy rõ ràng về không, hay là có ngủ ở trong đó hay không, mà khóa cửa ngoài. Thì em cũng có hỏi mấy đứa sinh viên, nó cũng đi về cũng thấy, nó nói là cũng có thấy cái ông nào đó có ngủ ở đây. Lúc mà vợ đi về bên nhà để tắm rửa thì em cũng phát hiện, tại vì quần áo mà em lục em coi, em mới thấy là nó cũng như là có vấn đề về xảy ra quan hệ. Tức là em kiểm tra cả đồ lót của vợ luôn? Dạ đúng rồi. Em mới nói vợ là rõ ràng là như vậy nè. Thì vợ đây chói, nhưng mà cái chói là chói có phản kháng. Vợ kêu là mày không được xen vào chuyện của tao. Tao với mày sống như vậy là quá đủ rồi. Tức là bạn đó ngầm thừa nhận rằng là bạn đó cũng không muốn tiếp tục cái mối quan hệ với em, và có một cái mối quan hệ khác mà bạn đó cũng không muốn em can thiệp. Đó. Từ lúc đó vợ em bị đánh nữa thì nó mới ôm nhỏ con gái chạy đi qua bên tiệm mới ở bên đó, nói với em là ta sẽ không về bên này nữa, chia hai đứa con ra, mỗi một đứa mày tự nuôi đi. Thằng con trai thì nó nói mẹ thôi đừng có đi vậy thôi, còn em thì kiểu em vẫn ngấm ngầm để kiểu mình phải bắt được quả tang. Cái mong muốn của em khi bắt quả tang là gì? Là để có cớ ly hôn hay là để dằn mặt vợ? Để nói cho vợ rõ ràng là vợ sai. Chứ không phải là em để ý ý em là ly hôn. Tại vì mình đã có con rồi cho nên em không ý em không muốn ly hôn. Cả một tuần lễ em bắt đầu theo dõi, em phát hiện là vợ đi nhậu chung với lại đám bạn, thì em mới vô đó em mới kiểu lôi vợ em về, nói mày về đây tao nói chuyện với mày. Cái kiểu vợ em dùng dằn, không tao không có gì với mày nữa, tao chán mày lắm rồi. Cái em muốn nhảy vô định kéo vợ em ra thì vợ em hất cái nồi nó soi cho vô người em. Xong em mới chạy thẳng vô thì thằng kiểu dạy em ra, thì kiểu em vớ được cái ly thì em đập nó, thì bắt đầu nó kiểu dạy em đây nè, đập mặt em mới hỏi vợ em là ủa thằng này thằng nào, sao nó đánh tôi. Kiểu vợ em mới nói là hả mày đừng có hả nhiều chuyện, có không có liên quan gì đến mày hết. Em tức với em xong rồi em định đánh thằng đó thì chưa kịp đánh là đã vợ em đã lấy cái ghế phang em rồi. Thằng kia mới đá em mới té, là nguyên một đám súng vô mới đánh em. Thì vợ em còn nói câu là mày chết đi, tao không sống với mày nữa. Là mấy thằng kia là cũng bay vô đánh em luôn. Lúc em cũng tá quả luôn. Rồi em chỉ biết ngồi đỡ thôi chứ không có làm được gì cả. Em cũng không biết là xảy ra cái gì luôn. Đến khi em ở bệnh viện thì ai đưa em đi bệnh viện? Em cũng chẳng biết luôn, nhưng mà khi mà em nói thì nói là hả ở trong quán người ta đưa. Thế khi em tỉnh lại thì sao? Nằm bệnh viện cũng gần một tháng trời thì mẹ em cũng thuốc thang, rồi cái phần bụng dưới là mình giống như là bị dập chân tay đầu. Mẹ em nói gì với em khi em nằm bệnh viện? Mẹ em chỉ nói là hả ta cái mẹ ly dị đi, mẹ không chú ly dị bây giờ mày thấy chưa. Thì em quyết định sao? Em quyết định là kiểu có con rồi mà bây giờ ly dị làm gì. Nếu em vẫn nghĩ là mình xuất viện rồi thì thôi. Xuất viện về thì em cũng phải nói chuyện với vợ em rõ ràng. Ý là nói để tiếp tục là, chứ không phải là nói để ly dị. Đúng, là tiếp tục, bây giờ tiếp tục mình phải tính toán lại. Tính toán lại không? Chứ không thể nào mà theo kiểu mà chia ra hai quán rồi làm ăn vậy rồi. Rồi có nghĩa là em đã đi sai, cái trong đời em đã đi sai. Em đã tự đưa vợ mình ra ngoài đường để cho vợ mình nó đi tìm một người khác. Thực ra em phải hiểu là bản chất cái cuộc sống hôn nhân của em á, dù em không mở một cái quán cơm gà thì vợ em cũng sẽ có cách khác để có một người khác. Chứ không phải là do quán cơm gà, không phải là do cái việc là em đưa vợ em đi ra ngoài. Nhưng mà chốt lại thì rồi làm sao mà ly dị khi mà em không muốn? Thì bạn đã đề nghị vợ thì giờ em tự đề nghị tự. Lúc đó em xuất diện chưa? Em xuất diện về rồi, là lúc đó về là đã biết được là
cái quán bên chỗ mà công nghiệp 4 á thì giờ em đã sang lại kiểu bán hết đồ rồi vậy. Còn cái xe mà hồi đó vợ em mua cho con em á, bà cũng bán luôn rồi, thì em cảm thấy hết rồi. Em cũng nói chuyện với bạn bè rồi cũng tự mình suy nghĩ lại á, tại sao mà gia đình đang êm ấm mà hai đứa con mà tại sao lại kiếm chuyện để mà, hay là mình có cái gì đó không tốt, cho nên mình chưa có hiểu. Em đơn giản quá, em không quan tâm. Em nông cạn nữa, chị nói chị sợ chị nói hồi chị tổn thương em. Không, chị cứ nói đi ạ. À? Tại vì em chị làm... tin là tâm em không ác. Chị tin rằng em không phải là một cái dạng ông chồng theo kiểu là hà khắc với vợ con, ác tâm theo kiểu là đối xử một cách bạc đãi nghiệt ngã. Hay là em có lạnh lùng lắm? Em vô tâm. À, cái từ vô tâm này nó còn nặng hơn cái từ lạnh lùng. Em vô lo. À. Em vô ưu. Giờ chỉ còn thiếu để em đi tu nữa thôi đó. Là coi như em xong. Nghĩa là vậy nè, với em nhìn cuộc đời này nó quá đơn giản đi. Em nhìn không có chuyện gì rắc rối hết trơn á. Cho nên ngay cả khi vợ em trầm cảm trong cái cuộc hôn nhân của em rồi, mà em thấy nó bình thường. Em thấy em cũng đi làm từ sáng đến tối, em cũng làm công nhân, lương em không giữ lại gì hết trơn á. Có nghĩa là về cái góc độ của em thấy em hợp lý lắm nha. Chứ em không rượu chè gì hết. À, em thấy chỉ em không rượu chè nè, em không gái gú nè, em không tệ nạn nè. Không bài bạc gì hết. Lương tháng 5 triệu đi thì chỉ giữ lại cho mình tiền xăng xe, cùng lắm là tiền cà phê chút đỉnh. Còn lại là đưa hết cho bà vợ rồi. Dạ đúng rồi. Đúng không? Rồi còn một miếng nữa là đưa luôn cho mẹ mình để đi chợ rồi. Và em thấy là trời ơi, em ngon lành lắm rồi, tại vì em đâu có nghĩ gì cho em đâu. Nhưng mà em đưa một phần đó cho họ, em đâu có biết họ bơi như thế nào. Em đâu có biết vợ em phải bơi tiền chợ, bơi cái câu chuyện đó là nhà cửa ăn uống. Đúng là mẹ em không ăn nhiều, thậm chí là mẹ em cũng không phải là một cái người mà chị nghĩ là ác đến cái mức mà vợ em phải lên bờ xuống ruộng đâu. Dạ đúng. Và đó là lý do vợ em chịu đựng hai mấy năm. Trong gia đình em có được con gái, em gái nữa nha. Con gái em nó rất là leo lên đầu con vợ em nha. Hai đứa nó đánh lộn nhau rồi. Rồi vậy thôi nghĩ luôn đi. Rồi trong cái lần hai bạn ấy đánh lộn với nhau em đã làm gì? Trong lúc đó em có nghĩ là hả, con gái nhau mà. Chị cũng không biết là cái gọi là cái căn nguyên ngoại tình á. Ở đây mình không có bên cho một cái người là rời bỏ hôn nhân. Nhưng mình phải hiểu được cái lý do gì người ta rời khỏi một cuộc hôn nhân. Bạn ấy, nếu như bạn ấy là một cái người phụ nữ lăng loàn, bạn ấy là một cái người phụ nữ vô tư hoặc là không quan tâm đến em. Thì đáng lý ra không đợi tới cái ngày mở quán cơm gà thứ hai bạn ấy mới có mối quan hệ bên ngoài đâu. Bạn ấy đã có mối quan hệ từ lâu rồi. Điều này cho thấy là vợ em đã rất là nỗ lực. Nhưng mà đến một ngày, thứ nhất là cái sức người nó có hạn. Cái thứ hai là điều kiện nó có. Cái điều kiện ở đây là vì có kinh tế riêng nè. Có không gian riêng nè. Có gặp gỡ người này người kia để thấy cuộc đời này nó cao rộng tới mức nào. Cổ nhìn được những người chồng khác, khác với cái người chồng của mình. Từ đó người ta không chỉ buồn mà còn nản. Chị đồng ý là vợ em sai. Nhưng cái chị tiếc ở đây là bạn ấy lại chọn một cái việc sai để giải quyết một cái sai khác. Đáng lý ra là các bạn phải giải quyết cái sai của các bạn sớm hơn và bằng cái cách nó đúng hơn. Chứ cuộc hôn nhân của em nó sai nha. Vợ em cũng sẽ có thể lại phải gặp tiếp một người đàn ông. Cái người đó có thể là không kêu vợ em bằng mày mà kêu bằng em. Cái người đó có thể là không có im lặng giống như em mà người ta sẽ luôn nhắn tin thăm hỏi. Hoặc thậm chí là người ta mỗi ngày người ta đều dành cuối ngày nửa tiếng một tiếng để bữa nay em có gì vui không, người bán gì có cực không. Người ta sẽ có những lời ngôn tình mà là thứ mà em chưa bao giờ có. Người ta sẽ sẵn sàng chủ động lên tiếng khi vợ em bị một ai đó ức hiếp, trong khi chuyện đó là chuyện mà em có thể chưa bao giờ làm. Ví dụ em đã tự thấy là em gái em đã từng thiếu điều muốn leo lên đầu vợ em ngồi. Em biết vậy thôi chứ em không lôi nó xuống. Nhưng mà cái người đàn ông kia kìa, em tới em tìm vợ của em, nhưng mà người ta sẵn sàng đánh em để bảo vệ vợ em. Là thứ vợ em cần. Thì cô ấy có thể gặp được một người đàn ông có những điểm khác với em. Và cổ nghĩ đây đây là cái người mà mấy chục năm mình không được đối xử như vậy nè. Có nghĩa là có người để nương tựa, còn em không để nương tựa được. Nhưng cổ sẽ khổ với cái người đó ở chuyện khác. Nhưng cái thứ mà cổ có với cái người đó là thứ mà em không bao giờ có cho cổ. Mà đáng lý ra hai bạn phải ngồi nói chuyện với nhau. Thì chị rất là tiếc khi cả hai bạn đều không làm chuyện này. Thế thì cái vấn đề của hai chuyện này nó đến từ nhiều lý do như chị nói. Không chỉ mỗi cái chuyện học đâu, mà còn là lối sống, còn là cái cách mà mình quan sát cuộc đời này. Để rồi bây giờ vợ em ha, thì có thể lại phải bi kịch với một mối quan hệ sau này. Còn em đó, cái người tiếp tục mà em mất kết nối đó là em mất kết nối với cái đứa con 17 tuổi của mình. Con em có chơi Facebook không? Có. Em biết trang Facebook của nó không? Con em có chơi TikTok không? Không biết luôn. Con em có chơi game không? Em không biết nó chơi gì nữa. Không biết gì luôn. Em thấy chưa? Bây giờ nội cái chuyện mà em quay lại nha. Một, em đi làm kiếm tiền mỗi ngày cho chị đi.
Hai là em dành tâm sức để hiểu con mình và coi con mình như một thằng bạn của mình, nói chuyện với nhau, chọn lựa cái cách hành xử trong cuộc đời để mình từ đó mình dạy con, và ngược lại con nó dạy ngược lại mình, là cái chuyện em làm là nó hết thời gian ngày 21 giờ rồi đó. Em kể chuyện này thì cái điều mà em mong muốn là gì? Em cũng muốn là hạnh phúc lại với ai? Với vợ em, nhưng mà nghĩ là chắc không gọi lại được. Thực ra với chị thì chuyện này nó hơi muộn rồi. Dạ. Giờ hiểu vợ mình chịu đựng cái gì chưa? Rồi chị ạ. Chị biết trong khi mà ra tòa ly hôn, vợ em có nói với trong gia đình em là tao đã chịu đựng mày 27 năm rồi. Có nghĩa là trong 27 năm đó vợ em chịu đựng, nhưng mà thật chất là em không biết. Em không biết gì luôn á. Và bây giờ em bắt đầu không biết gì về con em nè. Nên là hãy rút kinh nghiệm điều đó ngay trong cái hành trình làm cha của mình với đứa con. Và đó cũng là điều mà chị rất mong em nhận ra, cũng như khán giả của chương trình cũng sẽ thấy, à đôi khi mình cũng vậy mà mình không hay. Như chị phân tích ra rồi thì em có cái cảm nghĩ là em sai, sai quá thì sai. Sai ngay từ lúc đầu. Em cũng tốt nhưng mà em không biết cách thể hiện cái tốt của em. Chị đâu có nói em không tốt, chị nói em vô tâm. Tại vì nếu như em không tốt á, em không đưa tiền cho vợ em đâu. Dạ. Nhưng mà em chưa trưởng thành luôn. Rồi em nghĩ mọi chuyện trên đời này nó đơn giản quá. Dạ. Và vợ em cần một người chồng trưởng thành. Vợ em chồng một cần một chỗ dựa. Nhưng mà không có. Dạ. Thế thì một ai đó mà có cái điều đó có thể làm cho bạn đó cảm thấy đây là người bạn đó cần. Nhưng mà sao giờ em lại phải chịu đựng nó gần có bao nhiêu thời gian đó mà. Nói em có giải quyết không? Ờ ha. Hay là do em vô tâm nên không giải quyết được. Thì vậy đó. À chính xác, chính xác, chính xác. Cái vòng xoay nó cứ đi xoay như thế. Con em tên gì Khánh? Tuấn Anh. Tuấn Anh. Tuấn Anh thân mến, nếu như mà con có coi chương trình này á, cô rất là mong, đây là những cái lời rất là thật lòng mà cô nói với Tuấn Anh à. Cô chỉ mong là con sẽ nhìn ra được một chuyện. Ba con có thể có những cái nó rất là dở, rất là chưa có được hài lòng con. Nhưng hãy nhìn một cách bao dung để hiểu rằng con sẽ là cái người giúp ba con trưởng thành. Con sẽ là cái người hỗ trợ ba con để ba con có thể sửa sai. Cái cuộc hôn nhân của ba con và mẹ con, cô tin rằng không có ai tổn thương nhiều hơn con hết. Bởi vì con là cái người bị động hoàn toàn, con và em của con nữa. Nhưng cô cũng mong rằng là khi tụi con là cái người tổn thương như vậy á, thì tụi con cũng sẽ rút kinh nghiệm từ cái tổn thương đó. Chứ mình không dùng cái tổn thương đó để mình làm cho sự việc của đời mình nó tồi tệ hơn. Đời của con là do con quyết. Con phải chọn những cái cách nó tốt hơn, cái cách mà ba mẹ con chọn. Ba mẹ sai cái gì thì mình đừng lặp lại cái sai đó. Đó là cái cách tuyệt vời nhất để con có một cái cuộc sống tốt hơn. Chứ không phải là con phải sai nhiều hơn họ để con thỏa mãn cái sự tổn thương của mình. Cô rất mong là con sẽ không chọn cái cách trả đũa trong cái mối quan hệ với ba mẹ. Ví dụ ba mẹ bỏ học thì bây giờ con cũng bỏ học. Ba mẹ không nói gì được con hết. Ba mẹ giận nhau, ba mẹ bạo lực với nhau thì con cũng sẽ bạo lực với người trong gia đình hoặc là với bạn bè của mình. Thì đó, cái điều đó nó rất tệ hại cho chính cuộc đời của con đầu tiên. Và cuối cùng ba con sẽ không thể chủ động để hiểu con được đâu. Cái cách nói chuyện nãy giờ chúng ta cũng hiểu rồi. Thế thì cô hy vọng rằng con sẽ là cái người chủ động. Mặc dù cái đòi hỏi này nó phi lý lắm Tuấn Anh, nhưng mà nó vẫn hợp lý trong cái mối quan hệ cha con. Chứ mình không thể nào đòi một người khác bên ngoài bước vô được. Thì cô hy vọng là tụi con trẻ nè, tụi con tiến bộ nè, tụi con nhanh nhạy hơn nè. Thì thôi bây giờ mình chuyển vai. Mình trở thành một cái người đồng hành với ba mình. Bởi vì cô vẫn tin rằng là con vẫn thương ba. Con vẫn hiểu những cái nỗi khổ của ba và của cả mẹ nữa. Đó là những cái điều mà cô rất là mong Tuấn Anh sẽ lắng nghe và sẽ thực hành. Và chị cũng tin rằng khán giả cũng sẽ nhìn thấy rất là nhiều những cái bài học để chúng ta sẽ tự nhắc bản thân chúng ta. Và cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng với Ai Cũng Có Chuyện vào mỗi tuần. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau một tuần nữa để lắng nghe những câu chuyện khác. Còn ngày hôm nay thì đến đây thôi, và hy vọng mọi người cũng sẽ có một cái đêm ngon giấc để có đủ sức lực tiếp tục một tuần của mình. Cảm ơn Khánh vì em đã đến đây. Nhớ trưởng thành hơn, trước tiên là với con. Chăm lo làm ăn kinh tế. Vâng. Đó là hai cái cách trực tiếp nhất hiện nay để giúp em thay đổi, rồi thực hành cái việc bớt vô tâm. Không, em cũng phải cảm ơn chị nhiều, tại vì chị là người hầu như đã mở hết tất cả những cái nút thắt trong đầu em rồi. Cảm ơn em. Và xin chào tạm biệt khán giả. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào một tuần nữa.
Em tự giới thiệu về những cái thông tin cá nhân của mình trước nha. Họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nè. Dạ, em xin chào anh chị. Em tên là Lê Quang Đọt. Em sinh năm 1993, quê em ở Quảng Ngãi. Nghề nghiệp của em là kỹ sư xây dựng. Làm kỹ sư xây dựng mà mình làm ở đâu? Dạ chị, em mở công ty xây dựng làm ở Quảng Ngãi chị. À, là mình có công ty riêng luôn. Rồi, vậy thì là nếu mà chương trình ghi hình ở trong Sài Gòn là em vẫn có thể vào được đúng không? Dạ đúng rồi chị, em có thể vô được, cách đây vài ngày em có vô Sài Gòn mà. Rồi, còn ví dụ như bây giờ chia sẻ về bản thân mình đi, Đạt, những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình ha. Dạ chị, điểm mạnh của em là hiền lành, đàng hoàng, tử tế. Còn điểm yếu của em là người con trai tốt nên em rất nhót tâm gứa. Rồi còn gì nữa không? Có tật xấu gì không? Dạ, không chị. Rồi trước giờ là em trải qua mấy mối tình rồi Đạt? Dạ chị, trước giờ em trải qua một mối tình rồi. Rồi một mối tình nó quen bao lâu sao mà chia tay? Mình cứ chủ động chia sẻ nha, thấy thiếu gì chị sẽ hỏi thêm. Dạ chị, mối tình của em là em quen lúc lúc em thời sinh viên, khoảng tầm 2 năm, lúc đó em quen lúc em thời sinh viên ở Sài Gòn ạ. Giờ khi em về về quê khởi nghiệp thì lúc đó em với bạn em chia tay ạ. Là chia tay bao lâu rồi em không quen ai? Dạ chị, em chia tay được 4 năm rồi chị. Là 4 năm nay cũng không có ai hết. Dạ, đúng rồi. Trời ơi, rồi bây giờ nếu mà tham gia chương trình thì mong muốn tìm một cô gái như thế nào để phù hợp với em? Dạ chị, mong muốn của em là em muốn tìm bạn gái ở cùng quê với em. Cùng quê với em là ở Quảng Ngãi. Hiền lành, dễ thương. Dạ. Nhưng mà bạn gái bắt buộc là phải ở ngoài Quảng Ngãi hay là người ta làm việc trong Sài Gòn đúng không em? Dạ chị, nói chung là em thích bạn gái cùng quê với ở Quảng Ngãi, làm ở Sài Gòn thì cũng có thể về quê được ạ. Rồi, còn yêu cầu gì nữa không? Tuổi tác, công việc của người ta làm sao? Dạ chị, về tuổi tác thì em muốn bạn của em là 93, 95, 97, 99 hoặc là 201. Còn nghề nghiệp thì em thích có bạn gái học hành đàng hoàng được rồi. Mấy cái tuổi này là em coi tuổi hả? Dạ. Là em tự coi hay là sao? Dạ chị, em tự coi với lại em đi xem thầy thì mấy cái tuổi đó hợp với em. Em là sinh năm Trời, đi 93 xem á. thầy nữa hả? Dạ. Tự coi với để xem thầy luôn. Trời, may quá con. Nhưng mà có tuổi nào là phải kỵ với em không hay sao? Dạ, đúng rồi chị, cũng em tuổi dậu thì cũng có một số tuổi kỵ với em. Tuổi kỵ là tuổi gì em? Dạ, tuổi kỵ, tuổi ngọ với một số tuổi nữa em không nhớ, nhưng mà mấy tuổi đó nó hợp với em. Còn em hợp tuổi nhất là sinh năm 97 chị. Tuổi dậu tí xíu là tôi không hợp. Dạ. Rồi, em làm công ty xây dựng là công ty này là em tự làm mình hay có hùn vốn với ai không? Dạ chị, hồi trước thì em có góp cổ phần vô, còn mà hiện tại là bây giờ em làm một mình chị. Em là cao bao nhiêu á Đạt? Dạ em cao 1m6 à. 56 nặng nhiêu ký? Dạ em nặng 57 kg à. Rồi ok, cảm ơn Đạt ha. Thì hôm nay buổi cá đầu tiên thôi, nếu mà em được chọn cũng như là có người phù hợp á thì chương trình sẽ có biên tập trao đổi kỹ thêm với em nha. Dạ chị. Rồi ok, cảm ơn em, mình cắt xong rồi Đạt. Dạ. Bấm nút đỏ thác cuộc gọi giúp chị ha. Dạ, rồi chị. Rồi ok, mình sẽ bắt đầu luôn ha, giới thiệu về họ tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Thì mình tên là Thắng, mình sinh năm 1985. Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Mình tốt nghiệp mà đại học thì Đại học Thương mại tại Hà Nội và mình làm hết cao học tại Anh. Được 13 năm rồi. Hiện giờ thì mình đang sống và làm việc tại Sài Gòn,
mình vào đây một mình thôi và vẫn 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 độc thân nhá, chưa chưa vợ. ý là cũng chưa có gì đâu, đâm ra là mình cũng sẽ tìm một người nôm na là sẽ cũng ở một cái status giống mình. Ừ, nhưng mà là anh Thắng là gia đình mình là đang ở đâu anh? Ở Hà Nội luôn hả? Bố mẹ mình vẫn ở Hà Nội. À, mà anh vào Sài Gòn được lâu chưa? Mình vào được đến giờ là hơn 2 năm rồi, tháng 2, 2021. Vào Sài Gòn được hả? Lý do vì sao anh lại chuyển vào Sài Gòn? Muốn chủ yếu là muốn thay đổi môi trường thôi, bởi vì nói chung là ở Hà Nội cũng hơi ngột ngạt với bản thân mình và mình muốn tìm kiếm những cái thử thách mới. Dạ rồi, vậy thì là hiện tại công việc cụ thể của mình là gì anh? Hiện giờ thì mình đang làm trưởng phòng kênh partnership, kết nối đối tác của một công ty về trung gian thanh toán fintech, kiểu như dạng cổng thanh toán ví điện tử ấy. Dạ rồi, ok. Anh chia sẻ một xíu về bản thân mình đi anh Thắng, ví dụ như là tính cách của mình thế nào, điểm mạnh, điểm yếu ra sao ha? Về tính cách thì nói chung là mình là một người rất hoạt ngôn, sôi nổi, chuyên, nói chung là mình sẽ làm tất cả những cái công việc thường từ xưa đến giờ ấy, thì chủ yếu trong về mảng mảng sale, mảng fun, tức là những công việc nó thiên về hướng ngoại nhiều hơn. Và cần sử dụng các kỹ năng giao tiếp cũng như là các cái kỹ năng mềm trong công việc cuộc sống. Mình cũng là một người mà có nghề tay trái là MC, tham gia là tất cả những buổi mà kiểu của công ty, của lớp, họp lớp từ cấp 2, cấp 3 đại học cho đến tất cả các event của công ty thì mình sẽ là người organizer của những cái buổi đó. Sở thích thì nhiều lắm, bởi vì ham chơi mà đâm ra thích nhiều lắm. Thích, rất thích thể thao và chơi rất nhiều môn thể thao. Thích ảo thuật, thích đi du lịch, thì chắc ai cũng thích. Thích kiếm tiền. Nói chung là những cái sở thích đấy thì khá chung chung, nhưng mà mình trong những cái đấy thì mình thích thể thao nhất và chơi rất nhiều môn. Và mình rất thích tụ tập bạn bè đông người, hay là người kiểu tổ chức offline công ty, hay là bạn bè thích uống thì nó cũng sẽ có nhiều kiểu uống, thì cái đấy cũng là một cái văn hóa khi mà mình vào Sài Gòn mình tham gia khá nhiều. Nói chung là mình là một người rất năng động và thường nói nhiều. Đâm ra là cũng có nhiều con gái không thích cái điều đấy đó, nhưng mà có nhiều bạn lại rất thích một người chủ động và nói nhiều. Thì đâu đó mình cũng sẽ tìm một người mà nó có thể matching được cái đấy với bản thân mình. Và rồi, nhưng mà trước đây là anh Thắng là mình trải qua được mấy mối tình, rồi quen bao lâu sao mà lại chia tay? Ở 2 lần, mỗi lần đều 5 năm. Ôi, trời ơi. Chính vì thế đâm ra là mới khó đấy. 5 năm là cũng lâu, sao mà lại chia tay mà đúng 2 mối tình đều 5 năm? Một cái 4 năm rưỡi, một cái 5 năm. thì cái đầu tiên thì là bạn ấy đi nước ngoài 1 năm. Xong rồi sang đấy thì cũng có người thứ ba xen vào thì là cũng chẳng phù hợp. Để tiếp tục nữa, xong rồi đến cái mối tình gần nhất thì đấy là lý do mà lúc nãy bạn hỏi là tại sao vào Sài Gòn, thì nó cũng khoảng tầm 70% là vì lý do đấy. Là ở Hà Nội kiểu gì gặp nhau suốt ngày mà đâm ra vào Sài Gòn thì không gặp nữa. và từ lúc đó đến giờ thì cũng không có cái gì đặc biệt cả, và không có một cái mối quan hệ nào mà nó thực sự xác định được và nghiêm túc cả. Rồi vậy thì bây giờ cái tiêu chí đầu tiên mà anh chọn cái người phù hợp á, đối với mình á, thì anh quan trọng điều gì nhất? Mình quan trọng cái là, nói gọi sao nhỉ, gọi là môn đăng hộ đối đi cũng được. Hoặc là nói chung là, tức là mình nói chung là ở xem về gọi là dùng từ level đi. Mặc dù nó chưa sát nghĩa lắm, nhưng mà tức là mình cũng muốn bạn ý ra gia đình học hành công việc, không cần bằng mình, hơn mình thì thôi càng tốt, nhưng mà tôi kiểu phải xem ví dụ như mình 7-8 điểm thì họ cũng phải 5-6 điểm ví dụ thế, không thể là mình 8 họ 3 được thì rồi ok. Cái này chấm điểm là anh tự chấm, nhưng bây giờ bọn em sẽ là người tìm bạn gái cho anh nè.
anh đưa ra những cái tiêu chí cụ thể thì bọn em mới biết được. Rồi bây giờ là ngoại hình cô đấy như thế nào, tuổi tác làm sao, công việc anh thích những công việc gì, quê quán cô này ở đâu, đó. À rồi, ok. Tuổi tác thì mình không quan trọng lắm. À, nhưng mà phải chưa cưới bao giờ. Chưa từng kết À, hôn. Rồi. rồi cái đấy là cái tiêu chí bắt buộc. Rồi. Ừ. À, quê quán thì nó thực sự là cũng không quan trọng lắm, quan trọng có hợp hay không thôi. Nhưng mình ưu ưu tiên con gái Bắc. Ừ. À, công việc thì là dân văn phòng. Ừ. Tuổi à, tuổi nói rồi nhỉ. Nếu mà Tuổi có anh ai cũng phải nói chi tiết cho bọn em á, anh cứ nói là không quan trọng, bây giờ anh chấp nhận là tầm tuổi anh trở xuống hoặc là nhỏ tuổi hơn hay lớn tuổi hơn như thế nào à á. ừ, rồi ok thế thì nó rơi Ừ. vào khoảng tầm từ từ 85 cho đến 1997. Rồi. Ok anh. Còn yêu cầu gì nữa không anh? À, bạn vừa hỏi những cái gì nhỉ? Về công việc thì đấy mình cũng chia sẻ rồi, là Rồi. dân văn phòng. Ưu tiên là bạn, nhưng mà bây giờ là ví dụ cô gái đang ở Hà Nội hay ở Sài Gòn chung với anh hay như thế nào? Không vấn đề luôn. Không vấn đề luôn, có thể yêu xa Ừ. được luôn. À, nếu mà ở Hà Nội mình sẽ chuyển công tác được nếu mà thực sự là cảm thấy phù hợp. Ừ. Rồi. Ok, anh còn yêu cầu gì đặc biệt ở cô này nữa không? Ờ, đặc biệt nữa là nếu mà là một cô gái đã từng đi du học thì càng tốt. Ừ. Đã từng du học thì càng tốt. Rồi. Còn gì nữa không anh? Nhưng mà Mình cho nghĩ em hỏi là nè, ví dụ như em thấy là anh chuyển môi trường vào đây rồi công việc trong công ty này kia không cô nào đáp ứng được tiêu chí của anh hả? không. Không luôn. À, Trời ơi, công ty bao nhiêu người mà không ai đáp ứng được tiêu chí à luôn. bởi vì sao, thực ra lại còn một cái phụ nữa, bởi vì là mình cũng quan trọng hình thức À. thì cái đấy cũng quan trọng. Là như nào, hình thức là phải xinh như hoa hậu hay xinh như Không, diễn trời viên nào? ơi, không không cần phải sinh hoa hậu, cần tôi nhìn thôi, bởi vì cái ấn tượng ban đầu ấy, first impression của mình với một người con gái khác thì sẽ là cái đó. Ừ. Rồi, anh Thắng là mình cao bao nhiêu anh? Mình cao 1m75. Dạ rồi. 1m75. Ok, anh còn yêu cầu gì nữa không về cái mẫu bạn gái? Cũng là một người chủ động, năng động, nhanh nhẹn. Không quá phụ thuộc vào người đàn ông. Dạ rồi, Phụ thuộc ở ok. đây không phải là vì chuyện tài chính nhé, mà phụ thuộc vào tất cả những cái khác trong cuộc sống. Ví dụ như là việc việc ra một quyết định này, việc đơn giản là mình cũng có tiếp xúc những người ấy, là hỏi ví dụ như là hẹn hò đi ăn ấy, bảo là đi ăn gì thì đi ăn gì cũng được, anh quyết đi chẳng hạn, thì mình không thích những người như vậy. Rồi. Ok, cảm ơn anh Thắng ha. Hôm nay chỉ là cái Ok. buổi làm quen đầu tiên thôi. Còn nếu như mà có cô gái phù hợp á, thì sẽ có một biên tập trao đổi kỹ thêm với anh ha. Và Ok. khi mà có người rồi thì chương trình sẽ báo cho mình cái lịch ghi hình sớm nhất để mình sắp xếp tham gia nha anh. Ok. Thì sẽ có biên tập, những biên tập khác và người ekip thôi ha. Thì Dạ. bây giờ mình vui lòng mình giới thiệu trước họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình đi ạ. À, mình là Hồ Đình Toại, sinh năm 1989 ở Hương Sơn, Hà Tĩnh. Ừ. Công việc của mình là sửa chữa ô tô. À, là mình sửa chữa ở nhà hay là cho tiệm hay Ở như thế nào ạ? gara Ở gara, gara của người ta, mình làm thuê hay sao? thì mình cũng có cổ phần thì chúng làm ăn với người ta ở cùng làm phải như trước. Cùng làm, coi như cũng làm chủ đó đúng không? Thì chủ Giống ấy như không công thì ty cổ chủ phần vậy đó đúng ừ không? thế thì bỏ tiền vô anh em làm cả cùng làm rồi, nói chung là cũng thờ sẽ ô tô. Ừ, rồi. À, bây giờ ở cái chương trình mình quay ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có vào được không ạ? Thế thì chương trình sắp xếp thời gian vẫn vào được chưa nào? À, rồi, ok. Anh Toại đúng không? Rồi, Đúng bây giờ rồi. Toại giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình đi ạ. Thì mày nhìn yếu. Nói chung là mình thì ít nói. À, dân kỹ thuật nữa thì cũng hơi khô khan, khả năng tán gái thì nó cũng hơi kém. À, các bạn đi người thì chất phác thật tha rồi đó, mà ít nói cùng hay yêu thì cũng khó tán gái rồi đó.
Còn mày thì Rồi, tập cũng biết 6 là mày gì? được chứ Ừ, cả. mình chủ động mình chia sẻ. Ừ. Muốn tìm một bạn gái cũng như tuổi rồi, năm nay anh 35 tuổi rồi thì cũng cái đường tình duyên thì cũng có yêu mày cố mà yêu cô nào cô đó đi lấy chồng à, Ừ. thì cũng cái điểm là cô nào cả thì đó, còn yêu nào cô đó đi lấy chồng cũng... Nhưng mà giờ thì nhiều tuổi thì giờ thì tâm nói gọi là đi tán gái như thanh niên thì nó không có nữa nữa, kiểu sống thực tế với thực dụng hơn, hay là mình ít nói thôi, khả năng tán gái nó được cho tốt lắm. Ừ. Rồi. Ờ, rồi lý do làm sao mình không tìm được bạn gái mà mình phải tham gia chương trình? À, thì là công việc về là đều thì công việc mình cũng hơi nhiều thời gian tí, thì cũng phải như cái tạng ngày làm tạo để mình làm rồi đôi khi đêm hôm có công việc gì thì mình đi, hay là môi trường mình nhà thì hướng sở nhưng mình làm ở ở cái anh thì là khoảng cách là ngoài 120 cái là về nhà được, nên mình ở đi xưởng á. Nhưng mà cái công việc thu nhập rồi điều kiện của mình giờ là đã ổn định chưa? Công việc thì nó ổn định thì chả gì ổn định cả, thực Không, tế ví dụ thì như giờ cưới vợ về rồi ở đâu, mình có nhà riêng không hay ở chung ba mẹ, rồi kinh tế à thì đây đây sao? Ừ. mình thì ở bá mất thì nhỏ, mình ở với mẹ hơi nhỏ dơ thôi, chỉ có mỗi mẹ với mình thôi, nhà thì mình mới xây xong Ừ. đấy, nhà cũng nhỏ nhỏ rồi thôi, 8 mét vuông cái đó mình mà chơi trên nhà, ở dưới này mình chỗ làm mình ở xưởng thì chắc mỗi mẹ ở nhà đến đấy. Vậy là phải làm dâu đó ha. À, cũng Ờ. tùy Rồi. thì đó. Rồi ok, bây giờ muốn tìm một cái người như thế nào, mình chia sẻ ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán luôn ạ. Kế quả nước tề thì gần thì nó tốt hơn, còn lại thì công việc thì nói chung là có công việc là được, ngoại hình thì bình thường là được. Rồi quê quán ở đâu? Còn Mình thích người ở đâu ạ? thích cái nồi thích người ở đâu, ở đâu thì cũng được cả, nhưng mà ý mình là gần thì tốt hơn thôi, Ừ. gần thì nó dễ hơn. Ừ. Có không thích người vùng miền nào Không, mình nó vùng miền nào cũng được, không? Ừ. chỉ là ưu tiên người nào gần nhà hơn thì nó đi lại nó dễ hơn, nội ngoại nó dễ hơn Rồi. thôi. Còn Bây giờ tại là cao bao nhiêu? cao 1m59, Ừ. Rồi thích bạn gái ca ngoại hình như thế nào? bạn gái thì làm sao với mình là được. Rồi ok. Ok, nếu mà được chọn thì chương trình sẽ liên lạc rồi sẽ trao đổi thêm ha. Mình sắp xếp để mình vào thành phố mình ghi hình nếu như được chọn nha. À thế Xong là rồi có đó. điều kiện như thế nào để được chọn không nhỉ? Hay sao? À, ngày hôm nay thì mình cast cái này là cái chỉ là cái vòng giống như sơ tuyển vậy đó, cái vòng đầu tiên thôi. Có rất là nhiều biên tập đang nghe bạn nói. Thì xong chúng tôi sẽ gọi là cân nhắc giống như cho điểm từng bạn vậy đó, và sẽ xem bạn nào sẽ được chọn vào vòng trong, và nó sẽ tổng hợp nhiều cái tiêu chí, ví dụ câu chuyện của bạn hấp dẫn không, độ mạnh dạn của bạn về cách bạn nói chuyện để bạn lên sân khấu được không. Thường là nhân vật mà chủ động một chút, bạn chủ động bạn chia sẻ. Đó. Thì được chọn thôi nha. Dạ. Bạn còn muốn chia sẻ gì thêm không ạ? Anh Toại hình như trước Yeah. đây mình đã từng tham gia cast rồi đúng không? Chưa tham gia Chưa hẳn hả? Đây là lần đầu tiên đúng không? đợt chưa, còn năm ngoái mình có gửi 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 một lần mới nghe rồi, chỉ là mình mới gửi lại, nhưng mấy hôm trước mình mới gửi gửi, gửi mail lại thôi. Ừ, rồi ok. Vậy thì phải đợi có người phù hợp thì chương trình mới thông báo được với mình ha. Rồi, ok. Dạ rồi, cảm ơn anh quá về công việc của mình nha. Vâng, em là Nguyễn Đức Lâm nhé, ở Gia Lâm, Hà Nội. Em là ứng viên Gia Lâm, Hà Nội. Ừ. Việc em đang làm kỹ thuật viên điện tử cho công ty quốc Mình cố gắng nói to một xíu nha, giọng mình hơi nhỏ. Lâm là mình sinh năm bao nhiêu?
Em sinh năm 1989. À rồi, sinh năm 1989. Hà Nội là mình kỹ thuật viên, cụ thể là mình làm cái gì? Em sửa mạch điện tử. Điện tử hả? Vâng. Ờ à, rồi nếu mà chương trình ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì mình có vào tham gia được không? Em muốn chương trình giúp đỡ một số cái điều kiện nhỏ, mong chương trình, em nghĩ là trong tầm tay của chương trình, tức nghĩa là nếu mà có tìm được bạn như thế thì em sẽ bay vào được, cố gắng sắp xếp mọi thứ để bay vào. Thế là Rồi. thứ nhất là em mong một bạn gái là sinh năm 1994 hoặc là 88 hoặc 2K4. Là mình coi tuổi hay như thế nào? Bởi vì em mong là có một người con gái rồi, kể cả có một đứa con rồi cũng được, đổ vỡ rồi cũng được, nhưng mà miễn phải trong 3 tuổi đấy. Là có nghĩa là nếu mà chương trình có một cô gái phù hợp với tiêu chí này đầu tiên của mình đó, thì mình vẫn có thể sắp xếp bay vào được đúng không? Bởi vì đỡ mất thời gian của hai bên thì em cứ nói luôn là như thế, còn làm gì không quan trọng, quan trọng là tuân thủ, còn đừng đừng nghe bố mẹ quá, cứ nghe, bởi vì em xem chương trình nhiều năm nhiều tháng rồi, em một trường hợp, một số trường hợp chứ không phải một trường hợp, một số trường hợp lên kể cả con trai con gái đến thời người rồi vẫn còn phải phụ thuộc bố mẹ rồi, là trò cười của thiên hạ, nên là mong cái chương trình nó có cái kết đẹp. Rồi ok. Rồi bây giờ để mình nói về bản thân mình trước đi để chương trình sẽ hiểu về mình một xíu ha. Sau đó là mình sẽ nói về những cái tình trường trước đây của mình như thế nào. Thì bây giờ mình có những cái đặc điểm tính cách nổi bật ra sao ha? Điểm mạnh điểm yếu cụ thể của mình là gì? Tính cách thì lo cho gia đình thôi. Em thì ngày xưa thì sinh ra trong hoàn cảnh cơ bản, gia đình cơ bản thì em có khả năng đứng mũi chịu sào, lo cho gia đình, lo được cho vợ con. Hiện tại em vẫn đang lo cho gia đình, tuy lương biết ăn biết tiêu thì vẫn cuộc sống vẫn ổn. Thứ hai là luôn có cách giải quyết trong bất cứ trường hợp gì nào, nó là đều có nghĩ ra cách giải quyết thế thôi, kể cả các cụ cố đấy, còn cũng yêu ca hát, yêu ca hát, nói chung là kể đến chương trình em hát mấy bài được, nhưng mà bây giờ có tuổi chắc là ít hát hơn ngày xưa. Rồi hát thử một đoạn nghe luôn đi Lâm ơi. Bài gì Bài gì ạ? mà mình bài tủ mày ruột mày thích nhất á? Cần gì thích nhất đâu chị, thì tầm nếu mà không có nhạc thì hát bình thường bolero nhỉ. Rồi ok hát luôn. Bài gì ngẫu hứng bolero của Đàm Vĩnh Hưng nhỉ? Đấy, và tên của nó là ngẫu hứng bolero luôn. Alo, chị nghe rõ không ạ? Ok chị đang nghe nha. Vâng. Qua cơn mê yêu người là như thế đó, thu sầu tôi vẫn cô đơn, giận hờn nào suốt đêm mưa bụi. Nói chung em cứ hồi hộp bên nào, bình thường em hát hay là ok lắm, nói chuyện tự dưng nó cảm giác có người đang lắng nghe chờ đợi mình, kiểu tép tép chương trình này là nó hơi hồi hộp. Rồi, trước đây thì chuyện tình trường của mình thì như thế nào? Tình trường thì đẹp nhất vẫn là tình đầu, tình đầu. Bây giờ hai bạn kiểu như là không không đến được với nhau, đều là con một, đâm ra là thành chia tay. Và em nói thẳng luôn trên ở đây luôn là em đã từng một lần đò rồi, đối phương là như thế đấy, Rồi thật vậy thì sự. mình chia sẻ cái lần mà mình đã kết hôn á và ở với nhau bao lâu, lý do vì sao mà mình ly hôn ha. Ở đấy ly hôn thì nếu mà như vào đi xem tuổi mà không hợp, còn theo đạo Phật thì bảo là do duyên nợ, hết duyên hết nợ, chứ còn em cũng không tệ lạc xã hội, không nghiện ngập, không thuốc thang gì đấy, lá luôn đấy. Câu chuyện thì nắm cái nó ôi trời ơi lắm, nó chả có đâu ở đâu, tự dưng tóm lại là lấy nhà nào bố mẹ vợ tâm lý tí thì là tìm cái ví dụ nhà nào thì thôi, làm gì nhân vô thập toàn, không ai 10 phần vẹn 10 thì thế. Nhưng mà là mình kết hôn mình về ở với nhau được bao lâu? Dạ em được 9 tháng 8 tháng rồi. Ở được 9 tháng mà đã có con gì chưa? Con ở với mẹ. Vâng.
Là kết hôn 9 tháng xong rồi là ly hôn. Toàn con ở với mẹ. Là con của mình bao nhiêu tuổi? Con của em khoảng 2 tuổi, hơn 2 tuổi. 2 tuổi đang ở với mẹ. Nhưng mà rồi là có nghĩa là cưới về xong là có bầu luôn chưa? Chưa, cưới xong bắt đầu mới có bầu. À, là vừa mới cấn bầu là bắt đầu ly hôn hay sao? Có nghĩa là đẻ xong mới ly hôn. À, ủa ở với nhau 9 tháng mà sao đẻ xong mới ly hôn vậy? Tính ra mình ở với nhau phải lâu hơn chứ. Đáng, tức nghĩa là về thì bắt đầu về chậm tháng đầu, tức là mới cưới thì bắt đầu về cái là chậm cái bầu luôn, là bắt đầu đẻ là ly hôn. Đẻ được 19 ngày tự dưng bạn ấy chỉ mất lòng một câu nói nhỏ, không chửi không mắng. Em hứa danh dự luôn là em không chửi không đánh vợ, mất lòng một câu dục tốc bất đạt. Thế là cứ câu cây cà ra cây muống, tự dưng bà ấy hiềm khích trong lòng, bà xui con về. Thế là về sau là nhiều cái tình tiết nó không thể quay để về sau, nó sinh ra nhiều cái hệ lụy, tình tiết nó không thể quay trở lại nữa. Có cái số thì thôi chấp nhận, em buồn chứ không phải không, nên là trân trọng những người trân trọng mình, còn những người không trân trọng mình thì không thể nào em tiếp tục được, bởi vì lúc đấy em không bằng cả oxy, không bằng cả kẻ, nên là em phải thôi em không đến nữa. Em ở nhà em mà cảm giác lúc đấy như đi ở rẻ, nên là thôi đó cũng là một cái duyên nợ từ kiếp trước. Nên là để mà nói miên man thì nó dài lắm, thôi chương trình cứ vào cái vấn đề chính để nói em đi. Alo, alo. Chị nhiều tuổi chưa bạn? Chào Diễm Quỳnh nhé, chào Đào Thị, chào mấy bạn đang vào xem cuộc gọi nhé, chào mấy bạn gái vào xem cuộc tưởng là mấy bạn. À, toàn ban biên tập em tưởng là mấy bạn đợi lần lượt. Hình như con trai là vào nhiều hơn con gái, trai bây giờ là ế vợ nhiều. Rồi Yên ơi, còn hỏi thêm gì không Yên ơi? Dạ không chị ơi. Dạ Ừ rồi ok, vậy thì chắc mình cắt xong rồi, có gì mình đợi thông tin từ chương trình ha anh Lâm ha. vâng, ok chị. Dạ rồi, cảm ơn anh Lâm ạ.